Sống lời Chúa. Chủ nhật thứ 17 thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 44 đến 52. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta về nước trời qua các dụ ngôn: đi tìm kho báu, đi tìm ngọc đẹp và chiếc lưới. Chúng ta thấy hai dụ ngôn kho báu và ngọc đẹp nói về một đồ vật quý giá được chôn giấu, có người đi tìm, tìm thấy, bán hết những gì mình có và mua vật quý giá mà mình tìm thấy. Tin mừng nhấn mạnh đến sự vô giá của kho báu và việc làm của người tìm thấy kho báu, mời gọi chúng ta cần phải đặt lại giá trị nước trời lên trên giá trị trần thế. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị phạm sai lầm là thường đặt những giá trị trần thế lên trên. Xin Chúa cho chúng ta tìm thấy niềm vui của người tìm được ngọc quý, tìm được kho báu và sẵn sàng bỏ hết mọi sự để mua lấy và có được. Amen.